Thưa quý vị, vừa qua một cuộc triển lãm riêng về lợn biển tại thủy cung của sở thú Guadalajara ở Mexico đã được tổ chức và mở cửa chào đón du khách. Sự kiện nằm trong chuỗi tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ này. Tại cuộc triển lãm này, khách tham quan vườn thú sẽ được trực tiếp ngắm nhìn cặp đôi lợn biển là một con cái 6 tuổi và con đực 7 tuổi. Cặp đôi này vừa được đưa đến vườn thú Guadalajara từ bang Quintana Roo như một phần của chương trình bảo tồn loài động vật nguy cấp này. Lợn biển là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, đặc biệt là tại Mexico, do những tác động từ con người như ô nhiễm môi trường sống bị phá hủy. Cái tốt nhất để bảo vệ loài động vật này là để chúng sinh sản dưới sự chăm sóc của con người. Chúng tôi hy vọng triển lãm này sẽ giúp người dân nâng cao ý thức hơn về việc bảo vệ loài động vật này. Chúng là một cặp vợ chồng được sinh ra dưới sự chăm sóc của con người. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tạo điều kiện để nhiệt độ môi trường sống của chúng luôn ở mức tối ưu. Thường được biết đến với tên gọi là bò biển và thường gặm cỏ dưới đáy đại dương. Lợn biển được liệt vào danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Mỗi con lợn biển trung bình nặng gần 500 kg, và chúng thường dành 7 giờ mỗi ngày cho việc gặm cỏ để tiêu thụ khoảng 68 kg thức ăn mỗi ngày. Thưa quý vị, tại Nhật Bản, các nhà khoa học của Đại học Y và Nha khoa Tokyo vừa phát hiện một loại biến thể Delta mới mang đột biến tương tự như biến thể Alpha. Loại biến thể Delta mới này được phát hiện ở một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại một bệnh viện thuộc trường đại học này vào đầu tháng 8. Biến thể Delta mới vừa mang đột biến L452R giống như biến thể Delta thông thường, vừa mang đột biến N501S tương đồng với đột biến N501Y trên biến thể Alpha. Bệnh nhân này chưa từng đi ra nước ngoài và mắc COVID-19 do tiếp xúc cộng đồng. Các nhà khoa học tại Đại học Y và Nha khoa Tokyo tin rằng nhiều khả năng đột biến N501S đã xảy ra ở Nhật Bản. Cho đến nay, có 8 ca nhiễm biến thể Delta mới được ghi nhận ở bên ngoài Nhật Bản, nhưng vẫn chưa rõ mức độ lây lan của biến thể này. Thưa quý vị, nước Pháp đang ở trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư, theo lời khẳng định của Bộ trưởng Y tế Pháp. Mặc dù bước vào làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư, Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất là tái phong tỏa đất nước nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine đại trà trong toàn dân. Phát biểu trong buổi họp báo, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết làn sóng lây nhiễm thứ tư tại nước này bắt đầu từ giữa tháng 7 do tốc độ lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta. Tuy nhiên, Pháp đã bước qua mùa hè mà không phải phong tỏa đất nước nhờ mạng lưới các trung tâm xét nghiệm COVID-19 rộng khắp, việc kiểm tra giấy thông hành y tế mang tính bắt buộc và nhất là chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 được thúc đẩy mạnh. Bộ trưởng Y tế Pháp cũng nhấn mạnh làn sóng lây nhiễm thứ tư vẫn chưa kết thúc dù số ca mắc mới đang giảm dần, ổn định ở mức khoảng 20.000 ca mỗi ngày, tức là thấp hơn 3 lần so với làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Thưa quý vị, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu tuyên bố liều vaccine ngừa COVID-19 bổ sung có giá trị cho những người có nguy cơ cao dễ tổn thương. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những nghiên cứu và đánh giá trước tình hình dịch bệnh tại châu Âu cho thấy sự gia tăng tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trên khắp châu lục này trong 2 tuần qua, cùng với mức độ tiêm chủng thấp ở một số quốc gia là điều rất đáng lo ngại. Dự báo đến ngày 1 tháng 12 năm nay sẽ có thêm 236.000 ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu. Trước đó, WHO đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia giàu có ngừng tiêm mũi vaccine tăng cường cho đến khi người dân các quốc gia nghèo hơn có thể tiêm liều đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở nhiều nơi và nhiều sự kiện lại đang thu hút, đám đông lại đang diễn ra như chưa từng có dịch. Mới nhất thì các vận động viên chạy đường mòn vừa kết thúc cuộc thi vượt qua dãy Alps đẹp như tranh vẽ. Đây chính là giải Ultra Trail Mont Blanc, khắc nghiệt nhưng cũng danh giá nhất thế giới. Vận động viên phải vượt qua chặng đường dài 170 km lên xuống độ cao 10.000 m. Tuy nhiên, lại được thưởng thức những quang cảnh ngoạn mục hiếm người được tận mắt chứng kiến. Với người bình thường, nếu tính thời gian chạy là 20 km một giờ thì sẽ mất hơn 8 tiếng mới có thể hoàn thành được 170 km ở điều kiện đường bằng. Hàng năm vào những ngày diễn ra giải chạy, đây thực sự là một lễ hội với khối lượng vận động viên và du khách đổ về đông gấp đôi số dân của thị trấn. Thưa quý vị, các nhà khoa học ở Đan Mạch
Tháng trước thì đã tình cờ đặt chân lên một hòn đảo nhỏ mới ngoài khơi Greenland. Hòn đảo này được cho là điểm cực bắc của thế giới và được phát hiện bởi sự dịch chuyển của khối băng. Hồi tháng 7, một nhóm các nhà nghiên cứu đã đặt chân đến một hòn đảo nhỏ mà họ tin là Odas, một hòn đảo được phát hiện bởi một nhóm khảo sát Đan Mạch vào năm 1978. Hòn đảo nhỏ mới phát hiện có chiều rộng khoảng 30 mét và có đỉnh băng cao khoảng 3 mét. Nhóm 6 nhà khoa học làm việc với cơ sở nghiên cứu trạm Bắc Cực ở Greenland. Theo khảo sát, nhóm nhà khoa học Đan Mạch và Thụy Sĩ đã đến hòn đảo chưa từng được khám phá cách đảo Odas 780 mét về phía Tây Bắc. Chúng tôi không có ý định khám phá một hòn đảo mới, chúng tôi chỉ đến đó để thu thập mẫu vật. Mọi người đều vui mừng vì chúng tôi đã tìm thấy những gì chúng tôi nghĩ là đảo Odas. Nó hơi giống những nhà thám hiểm trước đây. Họ nghĩ mình đã đến một nơi nhất định, nhưng thực sự đã tìm ra một địa điểm hoàn toàn khác. Hòn đảo nhỏ bé mới phát hiện là điểm gần đất liền nhất với Bắc Cực, có chiều rộng khoảng 30 mét. Các nhà khoa học mô tả hòn đảo mới phát hiện giống như một đống bùn, trầm tích, moraine và sỏi có băng biển bao quanh mọi phía và không phải là một nơi hiếu khách. Hãng tin Anh BBC nói thêm rằng, các nhà khoa học muốn hòn đảo được đặt tên là Keketas Avanalek, có nghĩa là hòn đảo xa nhất về phía Bắc, trong tiếng Greenlandic. Thưa quý vị, thời điểm này đang là cuối mùa đông ở Nam Phi. Cứ đến dịp cuối đông, hàng nghìn người ở tỉnh Western Cape lại đổ xô đến công viên quốc gia West Coast để ngắm nhìn những thảm hoa dại đang nở rộ rực rỡ. Hiện tại đang là cuối mùa đông ở Nam Phi và thời điểm này một biển hoa dại nở rộ làm bừng sáng bờ Tây của đất nước. Khách du lịch có cơ hội được thưởng ngoạn khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Một loạt các loài hoa dại thuộc nhiều loài khác nhau, khoe sắc ấn tượng, tạo nên thảm thiên nhiên kỳ vĩ với nhiều màu sắc rực rỡ. Sau nhiều năm hạn hán ở Western Cape, các nhà bảo tồn lạc quan rằng lượng mưa lớn trong năm qua hứa hẹn một mùa hoa ấn tượng trong tháng 9. Mưa thay đổi trong từng năm, vì vậy các loài hoa cũng thích ứng theo mưa. Về cơ bản năm nay, có nhiều mưa và nhiều nắng nên hoa năm nay rất đẹp. Hoa nở muộn hơn một chút so với những gì chúng tôi dự đoán. Nhưng có thể thấy, bây giờ những bông hoa đang nở rất đẹp và rất tươi tốt. Những người đam mê hoa từ khắp nơi đều đến đây để chiêm ngưỡng màn trình diễn hoa hàng năm, một trải nghiệm độc đáo chỉ diễn ra trong vài tuần mỗi năm. Điều ngạc nhiên là chúng đã nở rộ vào giữa tháng 8. Đây thực sự là một thời điểm tuyệt vời để mọi người đến thăm công viên quốc gia và ngắm hoa. Nhiều du khách vô cùng ngạc nhiên trước biển hoa rực rỡ sắc màu. Sau khi mùa hoa kết thúc, trong vài tuần, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng sự đa dạng sinh học và khung cảnh đẹp quanh năm ở đây. Các nước Liên minh châu Âu-EU đã quyết định đưa Mỹ khỏi danh sách điểm đến an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc du khách từ Mỹ sẽ phải thực hiện những quy định phòng dịch nghiêm ngặt hơn như yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc cách ly khi nhập cảnh. 5 quốc gia khác là Israel, Kosovo, Liban, Montenegro và Bắc Macedonia cũng được đưa ra khỏi danh sách trên. Hiện danh sách trên của EU gồm 17 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Canada và New Zealand. Quyết định trên của EU được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang diễn biến hết sức phức tạp, với tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt mốc 450 triệu người. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng của Nhà Trắng, số ca mắc mới và nhập viện gia tăng trong khi tỷ lệ tiêm phòng không có nhiều tiến triển là những yếu tố có thể khiến số ca tử vong tăng lên thêm 100.000 vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, ông Fauci cũng khẳng định điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu người dân tăng cường tiêm phòng rộng rãi trong thời gian tới. Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 đều đang gia tăng trên khắp nước Mỹ. Trong 2 tuần qua, tỷ lệ nhập viện đã tăng 24%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng 96%. Hiện nay mới chỉ có 52% dân số Mỹ được tiêm phòng đầy đủ và hơn 61% được nhận ít nhất liều vaccine. Chính quyền của Tổng thống Biden dự kiến từ ngày 20 tháng 9 sẽ tiến hành tiêm mũi nhắc lại đối với những người đã tiêm phòng ít nhất 8 tháng trước, sau một số nghiên cứu cho thấy mức kháng thể do vaccine tạo ra sẽ giảm dần theo thời gian. Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung mọi nguồn lực để đối phó với sự gia tăng các ca mắc COVID-19 ở những lao động nhập cư vốn dễ bị lây nhiễm tập thể do môi trường sống thường xuyên đông người và điều kiện làm việc kém. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính riêng từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, đã có 1.643 công dân nước ngoài được xác nhận mắc COVID-19, chiếm 13,8% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Liên quan tới vấn đề tiêm chủng,
Tính đến ngày 29 tháng 8, Hàn Quốc đã hoàn thành việc tiêm mũi vaccine thứ nhất cho tổng cộng 28 triệu người, tương đương 55,8% dân số, trong khi 14,6 triệu người, tương đương 28,5% dân số đã hoàn thành tiêm chủng. Nhà chức trách New Zealand ngày 30 tháng 8 công bố trường hợp được cho là ca tử vong liên quan đến vaccine Pfizer đầu tiên ở nước này. Thông tin trên được Bộ Y tế New Zealand đưa ra sau khi một ủy ban độc lập về giám sát an toàn vaccine COVID-19 xem xét ca tử vong của một phụ nữ sau khi tiêm vaccine Pfizer. Tuyên bố không đưa ra các thông tin về tuổi và chi tiết tiêm phòng của người phụ nữ này. Ủy ban nói trên cho rằng nguyên nhân dẫn tới cái chết của người phụ nữ có thể do chứng viêm cơ tim, một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine COVID-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất. Khi một người bị viêm cơ tim, khả năng bơm máu của tim bị hạn chế và có thể dẫn tới thay đổi về nhịp tim. Tuy nhiên, ủy ban trên cũng đồng thời nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm phòng bằng vaccine COVID-19 của Pfizer vẫn lớn hơn những rủi ro của việc nhiễm COVID hay tác dụng phụ của vaccine, bao gồm nguy cơ viêm cơ tim.